Xin chào cả nhà, mình là Nguyễn Loan và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái bộ sản phẩm tế bào gốc Eldas. Thì hiện tại thì nó sẽ có hai mẫu mọi người nhá. Đấy, thứ nhất là một trong cái hộp to thì sẽ có 30 xi lanh. Đấy, 30 ống tế bào gốc, và cái thứ hai nữa là đó là trong một lọ luôn. Một lọ tế bào gốc 100ml mọi người nhá. Đó, thì nếu mà chị em nào mà đã quen sử dụng tế bào gốc Eldas rồi thì mọi người có thể sử dụng cho mình mẫu to luôn. Đó, sử dụng một chai tiết kiệm luôn. Thì 30 ống này thì mình có thể tách xét nếu mà các bạn muốn dùng thử. Thì những bạn sau lăn kim hay là những bạn cần phục hồi da, những bạn đi bắn laser về nên phục hồi da, nên dưỡng da sau khi mà mình trị liệu thì mình dùng sản phẩm gì, thì nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái tế bào gốc Eldas. Đây là cái loại mà có thể nói phục hồi da sau khi mà lăn kim hay là đi bắn laser. Đấy, đi trị các vấn đề về nám, tàn nhang hay mụn. Các bạn đang bị các vấn đề ví dụ như là da mỏng, da nhạy cảm, da yếu, da đang còn đỏ rát thì các bạn đều có thể sử dụng được tế bào gốc này. Nó sẽ hồi phục da cho bạn và đặc biệt là giúp cho da mới thâm. Đó, nó sẽ sau khi mà bắn laser hay lăn kim các bạn nếu mà không dưỡng da tốt thì nó sẽ để lại vết thâm rất là nhiều. Thì tế bào gốc này nó sẽ là mờ thâm. Đó, mờ thâm này, mờ các nếp nhăn, đó, nhăn da, khô da, lão hóa da. Các bạn đều có thể sử dụng được tế bào gốc Eldas này nhé. Đó, nói chung là nó có rất là nhiều cái tác dụng đến từ cái tế bào gốc, mọi người đã biết rồi. Đây là cái sản phẩm mà rất là đắt đỏ đó mọi người. Đó, thì loại này nó sẽ phục hồi da sau 7 ngày thôi mọi người nhé, rất là nhanh thôi. Đấy, hàng của Hàn Quốc nên là các bạn yên tâm về xuất xứ, độ an toàn. Đấy, chống lão hóa này, thu nhỏ lỗ chân lông, mờ vết thâm, nám, tàn nhang, làm trắng da, khắc phục da bớt nhạy cảm, cung cấp độ ẩm sâu cho da. Đó, nói chung là xóa nhăn, nâng cơ, giúp da trẻ hóa và căng bóng. Đảm bảo là sau từ 5 đến 7 ngày các bạn sẽ thấy hiệu quả luôn. Đó, nó có chứa là factor, đó, một cái loại thành phần rất tốt cho cái việc chống lão hóa và hồi phục da hư tổn. Đó, ngoài ra thì nó có tăng collagen trên da luôn. Đấy, và nó giúp cho da là hồi phục rất là nhanh mọi người nhá. Đấy, da đang sau khi mà treatment các bạn nên sử dụng tế bào gốc này, nó sẽ giúp cho bạn hồi phục nhanh hơn. Thì đây mình sẽ bóc cái hộp to ra cho các bạn xem cái hộp to nhá. Hộp to như vậy là nó sẽ có 30 ống. Thì các bạn nếu mà muốn dùng thử các bạn có thể mua tách xét, mình sẽ tách ra cho mọi người. Đây. Đấy, 30 ống như vậy mọi người nhá. Đó, đây là tế bào gốc Eldas này. Đấy, nó sẽ là một ống như vậy là các bạn thấy là mỗi một hôm là mình chỉ dùng một chút thôi chứ không phải là dùng cả ống đâu mọi người nhé. Đó, nó giống như là cái dạng mà khi mà chúng ta đi làm trẻ hóa da. Đó, các bạn thấy là người ta cho các bạn tế bào gốc hoặc là người ta sẽ lấy máu và nó tách huyết tương ra. Đấy, các bạn bôi vào thì nó cũng giúp làm căng bóng da, trẻ hóa da. Thì cái tế bào gốc này nó cũng giúp cho chúng ta là căng bóng da, trẻ hóa da mà tại nhà luôn, hiệu quả rất là cao nhá, không bị tốn tiền nhiều. Đây, đó, đây là những cái phương pháp mà rất là tự nhiên đó mọi người nhá, rất là tự nhiên, rất là đẹp, một cách da rất là tự nhiên. Để chăm sóc da thì chúng ta cần phải chăm sóc da hàng ngày, skin care đúng cách chứ không có phải là chúng ta cứ bôi cái này cái kia là nó đẹp luôn được mọi người ạ. Đó, hay là đi spa xong mà chúng ta không chăm sóc, hay là đi lăn kim hay đi thẩm mỹ các thứ về mà chúng ta không chăm sóc đúng cách thì nó sẽ không có được một làn da đẹp lâu dài bền vững cho chúng ta. Đây, tế bào gốc Eldas đây. Đây mình sẽ mở cái lọ to cho bạn xem. Đây là cái chai mọi người nhá. Đó. Đấy, ống chai này thì nó sẽ có một cái nút rất là tiện lợi, các bạn chỉ cần bấm vào thì nó ra thôi, nó rất là tiện lợi. Cái hộp rất là đẹp và sang trọng luôn mọi người ạ. Đấy, tế bào gốc này hộp rất là đẹp luôn. Đây, đây mình đã giới thiệu cho mọi người xong cái hai cái mẫu Eldas rồi. Đấy, mẫu lọ trong lọ to và mẫu trong xi lanh mọi người nhé. Đó, các bạn có thể lựa chọn một trong hai. Thì còn thắc mắc cho sản phẩm tế bào gốc này, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số là Nguyễn Loan 0985 328 298 thì mình sẽ tư vấn cụ thể mọi người nhé. Ok, xin chào cả nhà.